Tidin đã nổi còi để bắt đầu trận đối đầu giữa hai câu lạc bộ được coi là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch mùa này. Không ai có thể xem thường những nhà đương kim vô địch. Dù ở mùa giải năm nay, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, họ đã không chi quá nhiều tiền bởi ảnh hưởng từ luật công bằng tài chính. Có thể thấy trên các khán đài, những hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Không thành công. Diarra. Cassano. Lionel Messi. Messi sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân. Sabella đã gọi anh là dòng nước giữa sa mạc đối với đội bóng của ông, tức là một người có thể mang lại sự sống trong những tình huống bóng chết và là một người có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Argentina gặp khó khăn. Ronaldinho. Họ đang kéo thấp đội hình. Đó là một hình ảnh mà có lẽ là sau ngày hôm nay báo chí sẽ phải nói đến rất nhiều. Tỷ số là 1-0. Sau hai lần dứt điểm, cầu thủ mới có thể làm tung lưới. Rất đẹp mắt. Một siêu phẩm. Cú dứt điểm. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Phòng ngự khu vực và vẫn là một công thức. Khi người này băng ra thì sẽ ngay lập tức có một người lót ở phía sau. Pha di chuyển ra biên. Chuyền vào. Xavi, một cầu thủ ở đẳng cấp cao đang thi đấu với phong độ cực ổn định. Anh có tự hỏi đã bao giờ gặp một cầu thủ như vậy chưa? Nhìn cái cách anh ta có bóng mà xem. Vượt lên dẫn trước tới 2 bàn. Và bây giờ anh đã có được bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số này đang là 2-0. Diarra. Và lúc này thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đang có mặt trên sân để chứng kiến trận đấu. Chủ tịch VFF ông Lê Hùng Dũng cũng đang có mặt. Trên băng ghế VIP vừa rồi chúng ta còn có thể nhận ra ông Mai Liên Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và cũng là nguyên Chủ tịch của VFF. Bóng ra ngoài đường biên, hưởng phạt góc. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1. Trong hiệp 1 của trận đấu cả hai bên. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Bên phía cánh trái khi nơi đây chiếm tỷ lệ tới 42%. Những tình huống tấn công của họ ở 4 trận đấu đã qua. Huống phóng an toàn. Đường truyền không chuẩn xác. Ra từ. Lionel Messi. Messi sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân. Sabella đã gọi anh là dòng nước giữa sa mạc đối với đội bóng của ông, tức là một người có thể mang lại sự sống trong những tình huống bóng chết và là một người có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Argentina gặp khó khăn. Để mất bóng rất nguy hiểm. Diarra. Cassano. Tình huống nguy hiểm.
Vừa rồi rất nhiều người tưởng rằng không thể có giải pháp để cản phá, nhưng cuối cùng thủ môn đã chơi quá hay. Iniesta, Xavi, Thiago Motta, Zambrota, Samuel Eto'o. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao. Liên tiếp là những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Ronaldinho, đường truyền hơi lộ và đã bị bắt bài. Phạm lỗi. Ronaldo. Ra từ Mesut Ozil. Mesut Ozil. Ra từ Ronaldo. Bàn thắng vừa rồi đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho các cổ động viên có mặt trên sân. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Cuối cùng chúng ta cũng đã có được bàn thắng. Và thêm một trận đấu nữa chúng ta trải qua rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt, những cảm xúc khác nhau. Những lo lắng, những hồi hộp, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc, trong sung sướng. Dứt điểm. Tình huống không nguy hiểm. Bóng đi nhẹ vào đúng vị trí của thủ môn. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Phòng ngự khu vực và vẫn là một công thức, khi người này băng ra thì sẽ ngay lập tức có một người lót ở phía sau.